Kính chào bà con nông dân và các bạn. Bây giờ là khung thời gian dành cho chuyên mục nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng. Thưa bà con và các bạn, hiện nay bảo vệ môi trường, nhất là môi trường sản xuất, là một trong những vấn đề mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn đặt lên hàng đầu. Tại Lâm Đồng, bằng những giải pháp phù hợp, phần lớn các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành tiêu chí thứ 17 về môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét như hiện nay, cần phải có thêm nhiều giải pháp để việc bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu. Đó cũng là nội dung chính của chuyên mục nông thôn mới tuần này. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con và các bạn, xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần rất lớn phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn một cách toàn diện, bền vững và hiện đại. Để đạt được mục tiêu quan trọng đó, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp khuyến khích người dân chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể và thiết thực nhất. Kết quả thực tế sẽ được phản ánh trong phóng sự sau. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Canh tác các loại nông sản ngắn ngày từ nhiều năm nay, nhà nông Nguyễn Phong Phú ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào canh tác nông nghiệp. Bởi vậy, trong khu nhà kính chuyên canh cây ớt Đà Lạt, theo quy trình công nghệ cao này, chủ vườn đã đầu tư cơ sở hạ tầng hết sức hoàn thiện nhằm tạo những điều kiện thuận lợi để cây trồng sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt là thời gian gần đây, chủ vườn đã mạnh dạn nuôi thiên địch trong nhà kính để phòng chống sâu hại cây ớt. Với sự chuẩn bị hết sức kỹ càng về nhiều mặt, mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ nét. Các loại thuốc trừ sâu gần như không được sử dụng. Đó là cơ sở để bảo vệ sức khỏe người trực tiếp sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường canh tác và giảm chi phí đầu vào mà cây trồng vẫn sinh trưởng và phát triển đảm bảo. Với cách làm nói trên, bình quân 1.000 m2, nông dân có thể giảm được khoảng 10 triệu đồng tiền phun thuốc bảo vệ thực vật một vụ. Về năng suất, khi sử dụng các loài thiên địch, tỷ lệ đậu hoa của cây ớt tăng lên 3%, kéo theo năng suất tăng hơn so với ngoài mô hình 5%. Giá bán ổn định 30.000 đồng một ký, đều giúp chủ vườn có thêm thu nhập khoảng 15 triệu đồng trên 1.000 m2. Trong bối cảnh hội nhập cạnh tranh gay gắt như hiện nay, hướng đầu tư sản xuất nông nghiệp bền vững như thế có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vừa giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống, vừa hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường canh tác. Cây ớt này thì hoàn toàn áp dụng công nghệ cao hết, từ tưới nước cho tới sử dụng các cái côn trùng tiêu địch. Đó, thì tưới nước thì tức là xài các hệ thống ở trên là tưới phun, ở dưới là tưới nhỏ giọt, nhưng mà điều khiển là các cái hệ thống thông minh. Đấy, còn về vấn đề sử dụng thuốc ấy thì chủ yếu là mình dùng cái con thiên địch, những con côn trùng có lợi để nó bắt các côn trùng có hại, thì mình sẽ hạn chế được cái thuốc hóa học, từ đó thì cái sản phẩm mình làm ra thì nó an toàn. Không chỉ dừng lại ở việc tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để hạn chế ô nhiễm môi trường, người dân các địa phương trong tỉnh còn tham gia nhiều phong trào bảo vệ môi trường mà chính quyền và các đoàn thể địa phương phát động. Theo đó, trong hơn 10 năm qua, nhiều mô hình như khu dân cư kiểu mẫu về môi trường, tuyến đường hoa, trồng cây bóng mát đường quê, đoạn đường sáng xanh sạch đẹp, khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gắn với bảo vệ môi trường, thu gom thuốc bảo vệ thực vật, v.v. đã được triển khai tại khắp các địa phương trong tỉnh. Không chỉ hạn chế ô nhiễm môi trường sản xuất và cải thiện môi trường sống, những phong trào nói trên còn góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Xuân Thọ là xã vùng ven của thành phố Đà Lạt để bảo vệ môi trường và tạo bộ mặt khang trang cho địa phương. Các đoàn thể cơ sở và bà con nhân dân đã chung tay trồng và chăm sóc con đường hoa dài khoảng 1 km, với trên 100 cây mai anh đào hết sức cẩn thận. Nhờ đó mà bộ mặt khu vực trung tâm xã Xuân Thọ ngày càng khang trang, sạch đẹp. Cái chương trình mà nông thôn mới này thì chúng tôi thấy là rất là quan trọng. Đối với là cái thứ nhất là về thôn Lục Quý và cái thứ hai là chi hội phụ nữ thôn Lục Quý. Thì chúng tôi vận động
toàn thể chi hội phụ nữ, hội viên để đến tham gia. Thì trong một tuần là chúng tôi chăm sóc cái vườn mai anh đào này, có nghĩa là bỏ phân nè, hoặc là mình nhổ cỏ, hoặc là mình lặt những cái cây bị chết là khô. Trong cái sự thực hiện thì chúng tôi cũng có sự ủng hộ của toàn thể hệ thống chính trị là phối hợp kết hợp để mà làm ra cái vườn mai anh đào này. Với tầm quan trọng của tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển kinh tế xanh, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, ô nhiễm môi trường, tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất nông nghiệp, đẩy mạnh thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, từ đó đem lại môi trường sống an toàn cho nhân dân. Bà con và các bạn thân mến, rõ ràng tăng cường bảo vệ môi trường thông qua các mô hình, các phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại, mà đó còn là yếu tố vô cùng quan trọng nhằm xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến hiện đại. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, tăng cường hơn nữa các giải pháp bảo vệ môi trường là vấn đề vô cùng bức thiết. Thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, nhiều phong trào tiếp tục được các đoàn thể triển khai xuống cơ sở. Cùng với đó, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường cũng đã được cải thiện so với trước, nên bà con đã tham gia bằng những việc làm cụ thể, như đóng góp công sức, tiền của, để các phong trào mô hình ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu, nên nhiều thời điểm các loài sâu bệnh hại trong vườn diễn biến phức tạp. Bởi vậy mà tình trạng nông dân áp dụng quy trình canh tác tiên tiến thiếu thường xuyên đã xảy ra. Dễ nhận thấy nhất là trong những ngày thời tiết không thuận lợi, để bảo vệ cây trồng, ổn định năng suất và chất lượng nông sản, nhiều nhà vườn đã sử dụng quá liều các loại thuốc bảo vệ thực vật. Hoặc tại những khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, do trình độ sản xuất còn hạn chế, nên bà con đã sử dụng các loại nông dược không theo phương pháp bốn đúng, đúng phân, thuốc, đúng thời điểm, đúng phương pháp, đúng cách. Hậu quả là một số nơi môi trường sản xuất bị ảnh hưởng, đất bị chai cứng, cây trồng không hấp thu hết các loại phân thuốc đã được đầu tư, gây lãng phí đầu tư. Thường thường là tuyên truyền cho bà con để cách trồng, chăm sóc cây trồng, nhưng mà bà con thì người ta cũng chưa thông mấy, họ cũng làm theo cái cách của họ cổ truyền chẳng hạn đó, tức là họ bón nhiều phân vô cơ là một, thứ hai là cái phân mà phân gà, phân bò đó, phân cốt đó, cái phân mà người ta chưa được xử lý thì họ cứ thế họ đổ họ bón thôi, họ không biết đấy, cho nên là thành ra là từ đó cho nên nó sẽ làm cho đất chai cứng và mà ảnh hưởng đến cái bộ rễ. Còn tại các khu dân cư, việc bảo vệ môi trường thông qua các phong trào xanh sạch đẹp đã được triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, bên cạnh ý thức của người dân thì các giải pháp truyền thông cũng cần tiếp tục được đẩy mạnh. Hình thức tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay cũng phải được đổi mới cho phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương. Muốn làm được điều đó, vai trò của chính quyền, đoàn thể cơ sở và cán bộ địa phương phải được thể hiện rõ nét hơn nữa. Song song đó, tổ chức thêm những phong trào mới phù hợp, gắn kết giữa yếu tố bảo vệ môi trường với nhiều tiêu chí khác, như sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế tham gia cùng người dân bảo vệ môi trường, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Thực tế là hiện nay bà con nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trên các đối tượng cây trồng rất là nhiều, ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Thì cái giải pháp đưa ra là sử dụng các loại côn trùng thiên địch để khống chế các loại sâu hại ở trên vườn ớt, đặc biệt như các loại gây hại nặng như bọ trĩ này, nhện đỏ này, bọ phấn. Thì đấy là những cái loại côn trùng mà rất là khó phòng trừ và cái chi phí phòng trừ rất là cao. Đến thời điểm này, gần như toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được tiêu chí thứ 17 về môi trường
trong xây dựng nông thôn mới. Đó là yếu tố thuận lợi để các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp và phong trào liên quan nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất. Thưa bà con nông dân và các bạn, phần cuối của chuyên mục hôm nay, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với kỹ sư Vũ Thị Thúy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, xoay quanh nội dung đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp tuyên truyền, tăng cường liên kết với các sở ngành liên quan nhằm góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa kỹ sư, để giúp bà con nông dân hạn chế việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách có khoa học, thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng chúng ta đã có những giải pháp gì ạ? Một số các cái giải pháp mà ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã và đang tiếp tục triển khai trong cái thời gian tới, tập trung vào một số các cái nhiệm vụ. Thứ nhất là sẽ phối hợp với Ủy ban dân các huyện, thành phố là đẩy mạnh cái chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IBM trên các cái cây trồng chủ lực, cây trồng mà có giá trị kinh tế cũng như là các cái cây trồng có tiềm năng xuất khẩu ở trên địa bàn, như ví dụ như cà chè, cà phê rồi rau hoa, để giảm thiểu cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quản lý tốt cái dư lượng phục vụ cho cái công tác xuất khẩu cũng như là tiêu thụ. Thứ hai nữa là về cái công tác thông tin tuyên truyền, thì tăng cường đào tạo, tập huấn thông tin tuyên truyền giúp cho bà con nông dân cũng như là cán bộ kỹ thuật hiểu rõ hơn về cái quản lý dịch hại tổng hợp theo hướng IBM, làm sao mà bà con nông dân thay đổi cái nhận thức cũng như là cái trách nhiệm trong cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nó phải theo cái hướng là càng giảm thiểu càng nhiều càng tốt, và phải tăng cường ứng dụng các cái biện pháp kỹ thuật mới để mà chúng ta rồi các cái giải pháp của IBM như là biện pháp canh tác, các cái biện pháp vật lý cơ giới bẫy bả để chúng ta giảm cái thuốc hóa học trong sản xuất, tránh cái việc mà quá lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phát triển nông nghiệp bền vững. Cái thứ ba nữa là chi cục thì cũng sẽ phối hợp với các địa phương để mà tiếp tục xây dựng, nhân rộng các cái chương trình ứng dụng các cái biện pháp sinh học, đặc biệt là sử dụng các cái nhóm thiên địch bắt mồi hoặc là các cái chế phẩm sinh học để mà thay thế cái thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ dịch hại. Còn đối với cái công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ấy, thì hiện nay thì đối với Lâm Đồng cũng đã triển khai 6/12 huyện cũng đã tiến hành lắp đặt các cái bể thu gom để mà thu gom cái bao gói và tiêu hủy theo đúng quy định. Thưa kỹ sư, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc hạn chế lãng phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là điều mà mọi người hết sức quan tâm. Vậy thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng đã có những giải pháp cũng như là định hướng gì để có thể phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện cái mục tiêu trên? Thực ra thì đối với cái công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật thì cũng đã được quy định rất rõ trong cái luật bảo vệ kiểm dịch thực vật. Trách nhiệm thì không phải chỉ có cơ quan chuyên môn như là Sở Nông nghiệp hoặc Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật, mà nó còn có vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các địa phương trong cái việc phối hợp với cơ quan chuyên môn làm sao mà tuyên truyền, hướng dẫn cũng như là xây dựng các cái mô hình để giúp cho bà con nông dân có thể nhận thức và nâng cao cái trách nhiệm trong cái việc mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là thu gom cái bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, để nó góp phần mà có thể quản lý tốt cái dịch hại trong sản xuất nông nghiệp cũng như là giảm bớt cái ảnh hưởng đối với cái môi trường. Thế thì về phía các cái giải pháp thì thời gian tới thì đối với ngành nông nghiệp thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương có những cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo cũng như có những cái định hướng để giúp cho địa phương tập trung vào xây dựng các cái nội dung tuyên truyền, tập huấn để gắn kết trực tiếp với bà con nông dân những cái nhu cầu, cái thiết thực ở địa phương nó còn tồn tại vướng mắc và nó có những cái bất cập gì trong cái vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như thu gom thuốc bảo vệ thực vật của từng huyện, thành phố, để làm sao mà trong cái thời gian tới thì sẽ giảm bớt cái lượng thuốc bảo vệ thực vật theo cái chương trình, đẩy mạnh cái chương trình IBM cũng như là cái công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Cảm ơn kỹ sư đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa bà con và các bạn, chuyên mục Nông thôn mới kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.